Ta có câu 6 là một câu cực trị không điều kiện rồi, nên câu 7 lúc này chúng ta sẽ gặp một cái bài về cực trị có điều kiện. Ở đây là một cái bài cực trị có điều kiện trong cái một trong những dạng toán kinh tế. Và thấy là đối với bài này thì nó cũng rất là cơ bản. Có thể nếu bạn nào mà luyện nhiều rồi thì thấy rất là quen đối với những dạng về có hàm sản xuất. Trong hàm sản xuất của một doanh nghiệp và bắt ta tìm KVL để doanh nghiệp có thể tối đa hóa sản lượng. Mà trong đó thì cái có sự ràng buộc về ngân sách. Khi đó thì chúng ta sẽ khi mà giải chúng ta sẽ có được cái hàm chi phí sản xuất, lúc này nó sẽ là bằng C bằng V ghép K nhân K cộng V ghép L nhân L, và lúc này nó sẽ bằng là 7K cộng với 4L. Mà do ngân sách dành cho sản xuất nó là 52.000, cho nên chúng ta sẽ có một cái hàm điều kiện, lúc này hàm điều kiện chúng ta lúc là C bằng 7K cộng 4L và nó sẽ bằng 52.000. Và từ đó chúng ta lập được một hàm Lagrange, nó có dạng như này. Và bài toán cực trị có hai bước. Bước thứ nhất chúng ta giải phần điều kiện cần, thì chúng ta đạo hàm theo các biến k, l và lambda, thì chúng ta cho nó bằng không và chúng ta giải ra kết quả là k nó bằng 2476,2, l bằng 8666,7 và lambda bằng 92,9. Như vậy hàm số sẽ có một điểm dừng. Điểm dừng đó thì chính là tại cái mức K và L như trên. Ta đến với bước thứ hai là đối với điều kiện đủ. Ở trong bước điều kiện đủ này thì chúng ta sẽ tính đạo hàm của hàm ràng buộc theo hai biến, đạo cấp 1 theo hai biến K và L. Và tiếp theo đó chúng ta sẽ đi tính đạo hàm của hàm Lagrange, đạo hàm cấp 2 của nó theo các biến K và L. Thì chúng ta sẽ thu được cái giá trị như ở đây. Và từ đó chúng ta lập được mối ma trận Hess. Và lưu ý cho các bạn là trong trường hợp này thì chúng ta không giải cụ thể ra giá trị của tức là ta không tính cụ thể giá trị của L, tức là các đạo hàm cấp 2 của hàm Lagrange theo các biến. Mà ở đây chúng ta sẽ sử dụng đến quy tắc xét dấu để chúng ta có thể làm để chúng ta có thể tính định thức của ma trận H. Ta lập ma trận H rồi, vậy như vậy ta có được cái D3, tức là định thức con chính cấp 3, và lúc này nó sẽ bằng là det của H, và lúc này nó sẽ tính toán bằng là bằng 28 nhân với cả L2,KL cộng với cả L2,LK rồi trừ đi 16 L2,K bình trừ 49 L2,L bình. Nhưng mà do là L2,KL bằng L2,LK và lúc này nó sẽ mang giá trị dương. Các bạn thể thấy là cái hàm này nó sẽ mang giá trị dương. Và hàm L2,K bình và L2,L bình mang giá trị âm với mọi KL lớn 0. Ở đây hàm này mang dấu âm đây. Và hàm L2,L bình cũng mang dấu âm. Như vậy từ đó thì chúng ta thấy là cái biểu thức D3 nó chắc chắn phải mang dấu dương. Và kết luận được là M là điểm cực đại của hàm số. Và vậy là cái kết hợp đầu vào cho sản lượng tối đa lúc này nó chính là cái kết hợp tại điểm dừng.